Chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop HP ProBook 430G6 nha mọi người. Đây là cái dòng thế hệ 8 và được sản xuất cuối năm 2019, vỏ nhôm, mát lạnh luôn mọi người ha. Và khá là đẹp. Đây mọi người, đẹp keng luôn á. Rất là đẹp. Đẹp không tì vết, góc cạnh ProBook. Đây ha. Các ngõ kết nối nè mọi người nè, đầy đủ ngõ sạc Type-C, HDMI, USB. Cái con máy này còn khá là đẹp mọi người, nhìn nè, nó mới keng luôn. Nói chung là hàng đã qua sử dụng rồi thì nó phải có cái dấu hiệu đã qua sử dụng rồi, không thể nào nó như mới được. Nhưng mà là tương đối đẹp ha. Ở bên trong cũng khá là đẹp mọi người, nhìn phím rất là đẹp ha. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, khi mà mọi người dán thì vào là gõ kiểu quốc tế là ok luôn. Và máy là không có phím là kiểu quốc tế ok ha, không có còn những cái ký tự Nhật nữa. Giữ nguyên bản được cái bản chất zin xịn êm mềm của phím Nhật. Góc cạnh bàn rê chuột lấp lánh luôn mọi người, cái phần này là cái phần nhôm á, lấp lánh luôn, rất là đẹp. i5 Gen 8. Màn hình là 13.3 inch. Màn hình 13.3 inch thì cái màn hình size vừa, không có nhỏ quá cũng không có to quá, cái viền nó cũng mỏng nha mọi người. Màn hình này là màn hình HD, không phải Full HD nha. Nhưng mà nó cũng rất là rõ nét, sáng lắm mọi người. Nó là HP ProBook 430G6 i5 thế hệ 8 nè mọi người. 8265U i5 thế hệ 8. Này 8 CPU ha. RAM 16GB và SSD là 256. Đó, cái này sau này mọi người muốn nâng cấp sao thì mình nâng cấp thôi mọi người. Cái dòng này là được sản xuất cuối 2019 đó mọi người. Đây là mình check series, sản xuất cuối 2019. Máy là hoạt động hoàn hảo, pin trên 3 giờ, kèm sạc zin. Chung là cái dòng này thì ok, đẹp từ đầu tới cuối, ngay cả cái mẫu, cái kiểu dáng nó cũng đẹp nữa. Góc cạnh rồi các ngõ kết nối là đầy đủ, hoạt động hoàn hảo, không có cái lỗi lầm gì hết. Nhà mình báo giá mọi người ha, con máy như thế này có 5 triệu 8 thôi mọi người. 5 triệu 8 là cái giá mà nó vừa phải, nó cực kỳ hợp lý cho ai thích dòng Gen 8 RAM 16 mà vỏ nhôm thiết kế đẹp như thế này nữa ha. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy rất là đẹp mọi người, nam nữ gì xài cũng sang hết, vỏ nhôm như thế này. Cảm ơn mọi người nhiều ha, ai chốt thì inbox mình.